Những lợi ích của người trẻ tuổi khi biết tu học Phật Pháp. Nói đến những nhân duyên lớn và quý giá khó có trong cuộc đời, đó chính là nhân duyên gặp được Phật Pháp. 1. Chặn được cái ác ngay khi tuổi còn trẻ. 2. Có cơ hội về thời gian để tích lũy nghiệp thiện khi còn trẻ. 3. Có cơ hội tạo phúc khi còn trẻ. 4. Khả năng thấy đạo sẽ dễ hơn. 5. Năng lực tu tập sẽ mạnh hơn. 6. Tránh được những quả báo xấu có thể đến ở trung đời và cuối đời. 7. Được các bậc thánh ngợi khen bảo vệ. 8. Hiện đời được hạnh phúc, sau khi chết tái sinh về cõi giới cao. 9. Con đường đến với sự giác ngộ sẽ gần hơn. 10. Đây là điều lợi ích vô cùng cho thế gian. Nhân sinh vô thường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.